Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị với tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét thông qua 122 tài liệu. Đến nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố đã nhận được đăng ký phát biểu thảo luận của 17 đại biểu với 26 nội dung và 23 nội dung đăng ký chất vấn, của 12 đại biểu đối với 10 cơ quan, đơn vị. Hội nghị đã tham gia các ý kiến bổ sung nội dung thảo luận tại kỳ họp, những kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đồng chí, tổ trưởng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý thực hiện đầy đủ các nội dung, quy chế đã ban hành, nhất là việc tổ chức các hội nghị cử tri trước kỳ họp. Tiếp tục tham gia góp ý đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Nhân dân thành phố tham gia thảo luận về thực hiện công tác phòng chống dịch, đầu tư công trung hạn, việc thực hiện quy hoạch chung của thành phố, nghiên cứu phối hợp với các ban tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện 66 nội dung nghị quyết, thông báo kết luận còn tồn động từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Trong đó tập trung giám sát, đôn đốc đối với 18 nội dung Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ đạo. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố khẩn trương hoàn thành các tài liệu phục vụ kỳ họp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp tại các điểm cầu, đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.